Wow, anh em ơi, Tốp Mỡ vừa mới phát hiện ra được cái điều này anh em ạ. Tôi lấy ví dụ một cái trang phục bình thường nhá. Anh em nhìn tên skill của Chou này: cự kích, trì quyền đạo, tiên tấn, mãnh long quá giang. Nhưng khi mà chuyển sang trang phục Libra Serial, áo da vàng của Chou á, thì anh em nhìn tên của cái trang phục lần này nhá. Mà không biết tiếng Anh có đổi không anh em ạ. Nhưng nếu như mà anh em chơi phiên bản gọi là tiếng Việt và đọc những cái tên tiếng Việt của cái vị tướng Chou trong cái trang phục này, nó sẽ là một trải nghiệm khác. Đầu tiên, long lực nội tại, tiếp đến chiêu 1 Thiên Long Quyền, chiêu thứ 3 ai là Lô Sơn Thăng Long Bá, và chiêu cuối là Lô Sơn Bách Long Bá. Wow. Ok, và trước khi mà chúng ta vào game thì chúng ta sẽ cùng đi sơ qua về những cái hiệu ứng mà cái con Chou này có nhá. Đầu tiên là biến về. Đó, biến về là phải mua ngoài nha. Nhưng mà cái này sẽ đi cùng với cả trang phục này. Đó, hiệu ứng cử chỉ ngẫu nhiên mặc định. Tiếp đến là đấm thường. Đấy, đây là những cái đòn đánh thường của cái vị tướng Chou này. Rồi, đây là Thiên Long Quyền. Trời ơi, đọc tên phát gọi nhớ tên luôn anh em ạ. It is noble to battle for justice, but it is just as exalted. Rồi, đây là Lô Sơn Thăng Long Bá anh em ạ. It's weird that I... First blood, double kill, triple kill. Và cuối cùng, Lô Sơn Bách Long Bá, aka Mãnh Long Quá Giang. Ok, mãn nhãn chưa ạ? Vào game thôi. Time to move. The purple dragon is ready anytime. What's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ để bật đến với Chou Libra Serial, một trong bộ 3 trang phục đến từ đợt hợp tác giữa Mobile Legends và Saint Seiya, hay anh em có thể gọi là với cái tên ngày xưa thân quen là áo giáp vàng. Một trong những cái bộ truyện có thể nói là tuổi thơ, gắn liền với tuổi thơ của những bạn tầm 8x, 9x ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Như anh em có thể đã nhìn thấy, Mỡ nghĩ rằng có lẽ ở đầu video clip ý, thì Mỡ sẽ để cho anh em xem về chi tiết về những cái hoàn cảnh hiệu ứng, rồi thì thi triển skill, những cái biểu thi triển kiểu kỹ năng mặc định. Và bên cạnh đó là hiệu biến về đến từ toàn bộ những cái mà anh em có thể nhận được trong cái đợt hợp tác giữa Mobile Legends và Saint Seiya lần này. Và trong video clip này Mỡ sẽ mang đến cho anh em cái trang phục đầu tiên. Đây chính là áo giáp vàng Chou. Chúng ta gọi thân quen là như vậy đi. Anh em gọi là áo giáp vàng Chou hay là Libra Serial thì tùy ý anh em. Nhưng chúng ta đã thấy được những cái thao tác thi triển skill đến từ những cái bộ chiêu thức của Chou, bao gồm nào là chiêu 1 triệt quyền đạo, xong đến chiêu 2 tiến tấn, và chiêu cuối là Mãnh Long Quá Giang. Ê, nhưng anh em đừng nhầm, bởi vì ở trong cái lần hợp tác lần này, những cái trang phục của cái vị tướng Chou, Badang cũng như là Valeria không những được thay đổi về icon kỹ năng như anh em có thể đang nhìn thấy, hiệu ứng là rất đẹp đúng không ạ? Đây là Mãnh Long Quá Giang và có chữ hiện lên rất là ngầu luôn, nhưng nó đã được thay đổi tên luôn anh em ạ. Theo đó, cái nội tại của Chou từ cái nội tại với cái tên gọi bình thường bây giờ nó đã được đổi thành long lực. Đấy, Mỡ không nhớ là từ để Mỡ nhớ xem là nội tại của Chou là cái cự kích. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thì bây giờ đã được đổi tên thành long lực. Chiêu 1 của Chou là trì quyền đạo nhưng bây giờ đã đổi thành Thiên Long Quyền. Chiêu thứ hai của Chou là Lotion Thăng Long Bá thì à đâu nhỉ? Chiêu thứ hai của Chou là Tiến Tấn, bây giờ được đổi thành Lotion Thăng Long Bá. Và chiêu cuối Mãnh Long Quá Giang của Chou đổi thành Lotion Bách Long Bá. Nhưng ý em nên nhớ rằng là cái tên gọi đến từ những cái chiêu thức đấy nó chỉ thay đổi ở trong cái trang phục này mà thôi, ở trong cái trang phục Saint Seiya này anh em ạ. Và Mỡ nghĩ rằng nếu như mà anh em nào mà không tin thì có thể vào game lựa chọn tên skill thử, hoặc là Mỡ sẽ để đầu video clip để cho anh em xem. Wow, điều này cho thấy rằng cái trang phục ở của cái Saint Seiya này nó phải đẹp hơn cái trang phục ở cấp độ Legends rồi anh em ạ. Thật ra là Mỡ nghĩ rằng là với việc có được cho mình đó là cái trang phục gọi là đẹp hơn cả skill Legend, rồi thì với mức giá đó, cá nhân Mỡ cho rằng nó cũng khá là phù hợp. Thì đây là một trong những cái trang phục hợp tác giữa biệt đội của biệt đội Saint Seiya với Mobile Legends có thể nói là thành công cũng như là hợp lý nhất ở trong năm 2022 này anh em ạ. Cái trang phục này tổng quan lại nói nhé, nó sẽ thay đổi những cái như sau này. Thứ nhất là hoạt cảnh, tung chiêu, thi triển kỹ năng và trang phục ở trong game, được chưa ạ? Âm thanh giọng nói thay đổi là cái thứ hai. Cái thứ ba là icon thay đổi. Cái thứ tư là tên skill thay đổi. Đấy, có hiệu ứng biến về riêng. Đó, có biểu tượng cử chỉ cảm xúc riêng. Nói chung là thay đổi gần như là toàn diện đến từ trang phục Libra Serial của cái vị tướng Chou, Chou áo da vàng này đó. Và trong cái trận đấu ngày hôm nay thì Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Chou này để mà đi rừng. Lý do Mỡ dùng đi rừng rất là đơn giản. Thứ nhất là team Mỡ không quay đi rừng cả như anh em có thể nhìn thấy, và cái thứ hai đó chính là Mỡ cũng muốn gọi là đi rừng để mà mang đến cho anh em những cái thao tác thi triển skill nhiều hơn đến từ cái vị tướng Chou này, bởi vì đi đường kinh nghiệm thì nghe chừng nó sẽ là hơi ít. Và ở đây là Mãnh Long Quá Giặc đến từ vị trí của Tốp Mỡ. À không, đây là cái chiều Lotion Bách Long Bá anh em ạ. Hạ gục đi được Rafaela. Tiếp đến Mỡ muốn áp sát vào vị trí của Irithel, nhưng Irithel thả diều hơi khó chịu nên Mỡ buộc phải lùi về tránh một cái tình huống mà Mỡ bị gọi là thả diều và hạ ngục ngược ở trong cái tình huống vừa sau. Ok, thì những cái ưu điểm của cái trang phục này như anh em có thể nhìn thấy, hiệu ứng tung chiêu đến từ cái chiêu một Thiên Long Quyền, nhìn thôi là đã thấy quá lực rồi. Chiêu 2 của Chou, cá nhân Mỡ cho rằng cái Lotion Thăng Long Bá này về cơ bản nó cũng là đơn giản, nó chỉ là gọi là nhích người để mà lướt đi thôi, nó không có quá là nhiều những cái hiệu ứng đặc biệt gì cả. Nhưng cái chiêu cuối của Chou, cái Lotion Bách Long Bá như anh em có thể nhìn thấy, mà khoán chắc là có lẽ Mỡ sẽ gọi là tìm một cái kèo nào đó để Mỡ thi triển cho anh em xem nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy rằng là cái chiêu cuối này không chỉ tung chiêu là rất đẹp mà nó còn tạo ra những cái chữ mà nó liên quan đến đó là cái áo giáp vàng. Mỡ thì chưa có nhiều thời gian để mà Mỡ tìm hiểu, nhưng nếu như anh em có nhiều thời gian thì thử tìm hiểu xem, bởi vì chắc chắn là cái dòng chữ đó nó sẽ liên quan đến Saint Seiya, liên quan đến đó là cái bộ truyện áo giáp vàng này. Ok, ở đường giữa là Mỡ đang thấy có Lilia. Lilia là mất đi cho mình đó là cái chiêu cuối đôi giày hắc ám rồi thì sẽ bị Mỡ Lotion Bách Long Bá ở đây dồn ra thường, hiệu ứng là quá tuyệt vời. Nhưng có một cái nhược điểm mà những anh em nào máy yếu sẽ gặp phải khi mà anh em dùng cái trang phục này của cái vị tướng Chou, đó chính là ở chiêu 1 thì không vấn đề gì, chiêu 2 không vấn đề gì, nhưng mà cái chiêu cuối Lotion Bách Long Bá ấy, thì cái kỹ năng này nếu như anh em nào mà dùng máy yếu quá ấy, thì nó sẽ bị giật khoảng chừng 0,5 giây khi mà cái dòng chữ nó hiện lên. Đây là một trong những cái vấn đề mà Mỡ nghĩ rằng anh em máy yếu cần phải quan tâm, cần phải để ý một chút khi mà dùng cái trang phục này anh em nhé. Còn với cái điện thoại của Mỡ thì Mỡ dùng điện thoại iPhone 8 cộng, cho nên là thật ra cái iPhone 8 cộng nó vẫn là một cái trang bị, một cái điện thoại mà Mỡ nghĩ là anh em hoàn toàn có thể chơi được ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là cái điện thoại của Mỡ thứ nhất ý là nó đã bị chai pin rồi, và cái thứ hai lâu rồi Mỡ không gọi là cài đặt lại cái điện thoại cho nên là nó bị giật thôi, chứ không phải là cái iPhone 8 cộng nó không đủ để mà có thể trải nghiệm những cái trang phục đấy. Có lẽ rằng trong thời gian tới là Mỡ sẽ cầm cái điện thoại này ra ngoài hàng reset và thay pin đồ các thứ các kiểu để mang đến cho anh em một cái trải nghiệm mượt hơn, tránh những cái việc giật lag làm cho anh em cảm giác nó khó chịu anh em nhá. Rồi, ok, đường giữa Mỡ đang thấy tập trung rất đông các thành viên bên phía của team bạn, và Mỡ sẽ có một cái tình huống thi triển đó là Thăng Long Quyền ở đây. Dồn sát thương tiễn Rafaela lên bảng điểm số, nhưng mà sát thương dồn vào Mỡ đang là hơi nhiều. Mỡ sẽ cái phát vừa xong bị dính cái bom năng lượng, cái pin năng lượng của cái con Lilia. Chứ không, cái tình huống vừa xong là Mỡ hoàn toàn có thể có được một cái pha để mà hạ gục đi được Irithel rồi, khi mà Mỡ đã dùng cái Lotion Bách Long Bá để mà hạ gục đi được đó là cái vị tướng Irithel anh em ạ. Rồi ở đây Mỡ phát hiện ra được Lilia không có được cho mình đó là cái nội tại, bởi vì rất là đơn giản. Nếu như mà tình huống vừa xong mà Mỡ không nói, anh em có thể nghe thấy rất rõ tiếng hiệu ứng đến từ Lilia. Mỡ biết rằng Lilia không có chiêu cuối nên Mỡ đứng rình, và một tình huống áp sát dồn sát thường mang về mã thứ 7 của cá nhân Mỡ ở trong cái trận đấu này. Ở game đấu này thì trận đấu này Mỡ đang thấy được team Mỡ vẫn đang kiểm soát được khá là tốt. Có điều cho mình đó là Chou và đặc biệt là cái người chơi Tử Long anh ta đang đánh tương đối hay. Ở đây là có một đấm đến từ đó là vị tướng Hayabusa và mảng mặt táo của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Có thể nói là mạng thứ 8 là một trong những cái mạng mà Mỡ cũng khá là hài lòng. Bởi vì đi đường trên thì Mỡ nghĩ là có được cái mạng thứ 8 và thời điểm hiện tại vị trí nó là hơi khó. Và đây sẽ làm cái tình huống Chou đến từ vị trí của Lolita. Nhưng Mỡ thi triển Thăng Long quyền sơ sơ thôi đã tiễn Irithel lên bảng đếm số mất rồi. Đâm vào quá sâu đó chính là Tử Long khi mà anh ta đã bị bày màu. Trận đấu này hai người chơi có thể nói là xanh nhất bên phía của team Mỡ. Đó chính là Mỡ chơi vị tướng Chou đi rừng và kèm theo đó là cái vị tướng Tử Long. Ba người chơi còn lại thì chưa có đóng góp được nhiều, hay nói chính xác hơn là có đóng góp được nhiều đến từ vị trí của Nana. Tuy nhiên là cô ta không ăn được mạng và Mia kèm theo đó là Lolita thì đang fit tụt lon ở cái đường dưới anh em ạ. Ok. Rồi bây giờ cái trận đấu này nó sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng xem, nhưng Mỡ muốn trận đấu này nó kéo dài hơn một chút xíu anh em ạ. Bởi vì Mỡ cũng muốn gọi là mang đến cho anh em đó chính là thêm những cái lần thi triển đến từ cái trang phục Libra Serial của cái vị tướng Chou này đúng không anh em? Những cái phát đạp khi mà Mỡ cầm cho mình đó là cái bảng ngọc rất nhiều xuyên giáp, rất nhiều đao và đi rừng như thế này. Ôi anh em nhìn này, ở đây thôi mất đó là cái chiêu cuối rồi thí nghiệm thôi. Wow, lượng sát thương nó phải gọi là sốc cho em Lilia gần như là tiền đình. Đấy là chưa hết chọn bộ chiêu thức của Mỡ anh em nha. Trong khi đó thì ở đường dưới thì Tử Long đang muốn bớ vào vị trí của đó là cái vị tướng Rafaela sau khi đã hạ gục đi được hình như là Irithel. Tuy nhiên là anh ta không làm được điều đó bởi vì anh ta đã hết đi cho mình đó là cái khả năng áp sát kèm theo đó là cái chiêu cuối mất rồi. Mỡ ở phút thứ 10 đã có đi cho mình 10 mã hạ gục kèm theo đó là cầm được cái món trang bị thứ 4. Đó là cái chạm phóng kiếm và tiện đường công tác ra giúp luôn cho đó là cái vị tướng Mia này. Ăn đi cho mình đó là cái con lót và sau đó sẽ về nhà. À không, chắc là chả cần về đâu bởi vì Mỡ thấy đường trên có Xbox đẩy mà chắc là Xbox không đẩy được nữa rồi anh em ạ. Ok, trận đấu này chúng ta sẽ gọi là chờ một chút xíu để mà chờ lót lên để mà đánh nha. Nhưng mà tuy nhiên là Mỡ đang thấy được một tình huống mà hình như là Nana đã mất đi cho mình đó là cái nội tại rồi. Cô ta đứng lên quá cao sau đó bị Irithel dồn sát thương. Mỡ tầm này chơi Chou đao cho nên Mỡ sẽ đứng ở bụi anh em nhé. Dình những cái tình huống không đạp được anh em ạ, bởi vì Lilia có cái hỏa tiễn để Mỡ vào tường, Mỡ bị kẹt anh em ơi. Nhưng ngay sau đó thì team bạn đứng rất đông ở đây, họ dùng sát tướng tiễn Lolita bên phía team Mỡ lên bảng điểm số mất rồi. Linh ở đây, à đâu, đây ở đây, đó là cái vị tướng Tử Long anh ta lao vào. Anh ta không ăn được mạng của Lilia mà người ăn được mạng là Mỡ. Nhưng ở đây là Mỡ được sự cầu cứu đến từ đó là Nana rất tuyệt vời. Có lẽ là Nana đã nghe được thấy cái lời nói tiếng lòng của Mỡ, trời ơi cứu tui, cho nên là không có một tình huống mà Mỡ bị hạ gục. Và đến thời điểm hiện tại phút thứ 14, trận đấu này team bạn họ vẫn đang đánh một cái thế tương đối giằng co với team của Mỡ. Khi mà team của Mỡ thì Mia ở thời điểm hiện tại đang là không có đam và Hayabusa đang dồn sát thương vào, nhưng Mia đã mở cung thần vong lên né đi phần lớn cái lượng sát thương. Xbox ở đây lao vào đế từ cái chiều cuối và Mia đứng yên bắn nhưng Xbox không đủ đam, bị Mỡ hất tung một đấm, Xbox lên bảng đếm số. Cái trang phục này nó được một cái nữa mà Mỡ quên không kể với anh em nhá, là cái tiếng âm thanh nó rất là lực. Ngay từ cái chiêu một Thăng Long quyền của Chou nó đã lực rồi, và ở đây là một chiêu cuối dồn sát thương vào Irithel, hiệu ứng quá tuyệt vời. Mặc dù hơi giật một tí nhưng đó là lô sơn bách long bá đến từ Chou mang về mạng thứ 13 của cá nhân Mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Một game đấu mà cá nhân Mỡ cho rằng nó đang là phô diễn. Mỡ nghĩ là Mỡ cũng đã phô diễn toàn bộ những cái hiệu ứng cũng như cái hoạt cảnh đến từ cái vị tướng Chou này rồi đúng không anh em? Cái trang phục này chốt sổ lại thì cá nhân Mỡ cho rằng nó rất là đáng 7.000 kim cương, khoảng từ 6 đến 7.000 kim cương anh em nhá, để mà anh em có được cho mình đó là cái trang phục này. Nhưng Mỡ nghĩ là dĩ nhiên trong cái quá trình tham dự sự kiện thì hên xui anh em cũng có thể mở ra được cái trang phục này với một cái mức giá gần như là hoàn toàn free. Bởi vì Mỡ cũng đã có được cho mình một cái cợi để mở ra được đó là cái trang phục của cái vị tướng Badang áo giáp vàng, nhưng đó là free rồi anh em ạ. Thì mặc dù tỷ lệ 0,04% thôi nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền gọi là hy vọng để anh em gọi là có thể đỏ giống như là Mỡ. Rồi ở trong trận đấu này thì Mỡ vẫn đang gọi là tìm kiếm những cái tình huống giao tranh, và ở đây là có đó là cái vị tướng Irithel. Sau khi hạ cũng đi được xạ thủ Mia bên phía của team Mỡ, do cô ta đi lẻ thì Irithel cũng đã hết sạch võ vẽ mất rồi. Rafaela không bảo kê đi được xạ thủ bên phía của họ và Mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 14. Những trận đấu này về cơ bản nó vẫn đang diễn ra, nó khá là dài, anh em ạ. Chưa biết hồi kết là ở đâu và team Mỡ vẫn đang nhồng lên. Mỡ không vào được bởi vì rất là đơn giản, team bạn đang đứng tập trung rất đông và Mỡ thì không có được cho mình đó là cái khả năng tốc biến ra. Nhưng Tử Long kia, ôi Tử Long kia, ôi Tử Long đánh kinh của anh em ạ. Và trận đấu này Mỡ không cô độc anh em ạ, Mỡ có đồng đội, và như vậy là kết thúc trận đấu này tại đây rồi. Mỡ sẽ vào nhà chính cho team bạn nghe cái nháy đèn của Mỡ anh em nha. Sợi sẽ không nháy được đèn rồi, hơi tiếc là bởi vì trong trận đấu này Mỡ quên mất Mỡ không đổi cái biển về anh em ạ. Nhưng mà có lẽ từ video clip của Badang lần sau Mỡ sẽ thay đổi để cho anh em có được cho mình đó là một cái sự toàn vẹn đến từ những cái trang phục áo giáp vàng anh em nhá. Và trên đây là toàn bộ video clip về Chou áo giáp vàng Libra Serial. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace. Victory!